Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Xuân Hồng Digital Sale. Và ngày hôm nay Hồng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thuê xe đạp ở trên app TN Go để chúng ta trải nghiệm xe đạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì đầu tiên thì các bạn có thể vô trong phần App Store hoặc là CH Play và chúng ta sẽ tìm kiếm xe đạp công cộng, hoặc là các bạn nếu mà nhớ được tên là TN Go thì các bạn sẽ đánh trực tiếp vào phần tìm kiếm. Sau đó các bạn sẽ tải app TN Go về máy điện thoại. Trong trường hợp nếu như mà các bạn đang đứng gần ngay chiếc xe đạp của TN Go thì các bạn có thể bật camera lên và các bạn quét mã QR dọc thân xe thì cũng sẽ có một cái đường link dẫn các bạn đến nơi để tải cái app này. Thì đây là một trong những ứng dụng khá là hay, đó là xe đạp công cộng có thể giúp cho các bạn di chuyển bất kỳ đâu tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại cũng rất là phổ biến. Chỉ với một chiếc điện thoại thì các bạn có thể di chuyển và giá của cái việc thuê xe đạp thì rất là rẻ và bảo vệ môi trường. Mà mình khuyến khích các bạn nên trải nghiệm bởi vì mình cũng trải nghiệm và cảm thấy rất thật sự rất thú vị. Thì sau khi tải app thì các bạn sẽ nhìn thấy phần đăng nhập và phần đăng ký. Nếu như mà bạn nào đã có tài khoản thì các bạn sẽ đăng nhập, còn nếu như chưa thì các bạn sẽ chọn phần đăng ký. Thì trong phần đăng ký thì các bạn sẽ điền các trường thông tin như ở trên màn hình. Đặc biệt trong phần mã giới thiệu thì mình có để cái phần mã giới thiệu để các bạn điền vào. Và khi mà các bạn điền mã giới thiệu của mình vào thì các bạn sẽ được tặng 5.000 để các bạn trải nghiệm 30 phút đi xe đạp miễn phí. Sau khi kết thúc phần đăng ký thì các bạn sẽ nhìn thấy là app có hướng dẫn cho các bạn từng bước một. Ví dụ như bước 1 là nạp tiền, bước 2 tìm trạm xe và bước 3 là các bạn quét mã đạp xe. App thì hướng dẫn và cách sử dụng của app cũng rất là dễ dàng. Thì sau khi mà các bạn vào app thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bản đồ hướng dẫn như thế này. Và sau đó thì chúng ta sẽ có thể xem một số những tính năng ở trên app. Trên app thì chủ yếu là những cái tính năng phục vụ cho việc đạp xe, rồi đo số km của các bạn. Và trong app thì các bạn có thể tìm được trạm xe, nhận thông báo và có những cái ứng dụng mở rộng. Ví dụ như phần tìm trạm xe thì các bạn có thể ấn vào phần trạm xe và các bạn tìm kiếm những trạm xe mà gần các bạn. Ví dụ như là các bạn có thể đánh vào cái phần tìm kiếm trạm xe, ví dụ như là đánh theo quận, hoặc là các bạn muốn tới cái trạm xe mà có một cái vị trí cố định, ví dụ như là Thảo Cầm Viên hoặc là những cái vị trí mà các bạn thường thấy, thì các bạn cũng có thể tìm kiếm những cái trạm xe này tại phần tìm kiếm. Phần tìm kiếm thì rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần nhập cái phần tìm kiếm địa điểm của mình vào trong phần tìm kiếm là các bạn có thể tìm được cái trạm xe gần mình, cũng giống như là các bạn biết được số lượng xe ở trong cái trạm đó luôn để các bạn có thể dễ dàng tới và chúng ta thuê xe. Thì bước tiếp theo đó là bước nạp tiền. Để nạp tiền vào trong app TN Go này thì có rất là nhiều phương án, ví dụ như các bạn có thể sử dụng ví Momo, ví Zalo Pay. Ở trong trường hợp các bạn không sử dụng ví thì các bạn có thể sử dụng mobile banking và các bạn thanh toán bằng hình thức thanh toán QR code rất là nhanh. Có nghĩa là sau khi mà các bạn ấn vào thanh toán xong rồi các bạn sẽ quét cái mã QR ở trong cái app này và các bạn thanh toán thông qua cái app mobile banking của các bạn. Rất là nhanh chóng và dễ dàng. Thì Hồng cũng đã thực hiện nạp tiền vào trong cái app này bởi ba cái phương án luôn rồi. Có nghĩa là nạp bằng ví Momo, nạp bằng ví Zalo Pay và nạp cả bằng mobile banking bằng QR code. Rất là nhanh và dễ dàng. Thì trên màn hình các bạn cũng có thể thấy đây là phương án thanh toán bằng ví Momo. Các bạn chỉ cần chọn ví Momo, các bạn chọn số tiền cần nhập vào và sau đó là các bạn có thể chọn những cái ưu đãi, chọn những thẻ quà tặng nếu như mà các bạn có ha, để chúng ta có thể tiết kiệm hoặc là chúng ta được tặng thưởng thêm. Thì các bạn chọn cái phần này để nạp tiền vào. Lưu ý là cái phần mã giới thiệu, khi mà các bạn nhập mã giới thiệu của Hồng vào thì các bạn sẽ được tặng 5.000, thì tương đương với 30 phút di chuyển miễn phí. Nên trong trường hợp mà các bạn không có sẵn tiền ở trong ví hoặc mobile banking thì các bạn có thể nhập mã khuyến mãi để chúng ta trải nghiệm miễn phí. Thì đây, đây là những cái hình thức mà Hồng đã thanh toán trực tuyến bằng Zalo Pay và nhập mã giới thiệu và thậm chí là thanh toán bằng mobile banking. Thì các bạn cũng có thể thấy là Hồng có được 5.000 tiền thưởng và cộng với phần nạp tiền vào. Thì đây là cái hình hài của chiếc xe. Xe thì rất là cứng cáp. Có một cái phần đặt điện thoại ở phía trên
cái đầu xe, và trong cái giỏ xe thì các bạn cũng có thể đặt nước vào trong giỏ xe luôn. Thì cái hình thức thì sau khi mà các bạn nạp tiền thì các bạn sẽ mở app và chúng ta sẽ quét mã QR ở trong phần đuôi của xe. Sau khi mà quét mã QR rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái pin ở trong cái ổ khóa của chiếc xe, cũng giống như là các bạn sẽ mở được cái phần ổ khóa này và chúng ta có thể tiến hành hành trình của mình. Thì trên đây là một số những cái hình ảnh mà Hồng đã trải nghiệm. Thì Hồng đã đặt xe ở nhà văn hóa thanh niên và Hồng chạy một vòng qua công viên Tao Đàn và quay trở lại trả xe tại trạm nhà văn hóa thanh niên. Thì nếu như trên đường mà các bạn đi, các bạn muốn dừng lại bất cứ trạm nào thì các bạn cứ dừng xe, khóa xe lại và chúng ta có thể trả xe tại trạm bất kỳ. Sau đó là khi nào mà các bạn muốn đi lại thì các bạn có thể quét mã QR để mở khóa, hoặc là chúng ta thuê một cái xe đạp khác tại trạm đó để chúng ta đi ở những cái hành trình mới. Thì sau khi dừng lại thì các bạn chỉ cần là kéo ổ khóa khóa cái xe lại, thì ở trong app của chúng ta sẽ tự động top up thông tin cho các bạn là trả xe và các bạn chọn đồng ý, hoặc là trong trường hợp mà không hiển thị thì các bạn sẽ vào phần trạm xe hoặc là phần xe đạp, các bạn sẽ kiểm tra được những cái xe mà chúng ta đang thuê và các bạn chọn vào phần trả xe nếu muốn trả xe, còn nếu các bạn muốn tiếp tục hành trình thì các bạn chọn mở khóa. Và hy vọng những cái phần chia sẻ này của Hồng sẽ hữu ích, và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ Hồng. Hồng sẽ có những cái video clip tiếp theo hữu ích hơn giới thiệu đến với tất cả các bạn. Chúc các bạn có một trải nghiệm vui vẻ và một hành trình đạp xe thật là thú vị. Mã giới thiệu về khách hàng thì Hồng có để dưới phần mô tả của video clip này. Mã giới thiệu của Hồng là KH301661. Xin chào và hẹn gặp lại.